Thôi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình mua được cái cây long thành vàng nè các bạn. Đó thì cái cây này thấy là cái cực của nó là cũng đã ghép được rồi. Đó cho nên mình đặt mua thêm chục cây nguyên liệu nè các bạn. Đó mình đặt 10 cây nguyên liệu để về mình ghép cái long cái vàng long thành nha các bạn. Thì hôm nay mình lại lôi lên mình chia sẻ cách ghép của mình cho các bạn xem nha. Rồi các bạn xem mình tham khảo. Đó thì hôm nay mình ghép cái vàng long thành nha các bạn. Mình ghép cái như vậy là mình thấy hiệu quả lắm các bạn. Thì mua nguyên liệu về rồi mình mà các bạn chọn mua cái loại nguyên liệu mà nó không có bị chảy xước á, nó chọn làm sao mà cho nguyên liệu về nó còn ngon lành các bạn, thì để một tuần sau thì các bạn trồng lại. Thì bắt từ ngày nhổ cho đến lúc trồng lại thì khoảng tuần lẻ, mình không có cần phải tỉa rễ đâu các bạn. Thì mấy cái mà nó không có bị tổn thương á, mình không cần tỉa rễ, về trồng lại luôn. Đó, một tuần là nhổ lên, một tuần là trồng lại được rồi. Thì cái này là ghép như vậy hiệu quả lắm các bạn ạ. Nó không có bị hư bo bậy bạ đâu. Rồi bây giờ mình tiến hành mình ghép các bạn xem nha. Thì cái long thành vàng này là khúc dưới nó không. Bây giờ mình xả này nha các bạn. Mình xả mình chừa lại khoảng 2-3 mắt lá thôi. Chừa lại khoảng 4-5 phân nữa các bạn, để cho nó bắt đầu nó lại phát triển lại nha các bạn. Thì lấy dao bén cắt mấy cái lá đi các bạn đừng có bức nha. Bức nó bị dập cái chỗ mắt lá nè. Rồi nó không có ra tược được đâu. Đây là cái vàng long thành. Đó thì bây giờ nó ra giờ nó loại này đột biến nó ra vàng. Đó, cho nên cái loại này thì nói chung là nó cũng hiếm. Nó cũng mới ra, nó mới có đây thôi rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái này thì ở shop người ta nói là ghép nó lên 95% là củ vàng. Thì giờ mình cũng đặt mua mình trải nghiệm, giờ cũng chẳng biết là sau này nó ra làm sao. Thì cứ đặt về mà đam mê mà các bạn, cứ thấy là giống mới đẹp là cứ đặt mua rồi làm chơi. Rồi có dư thì giao lưu cho các bạn cùng chơi. Đó, còn cái bông cắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ ghép một cây cho các bạn xem nha. Rồi nè các bạn, thì các bạn có ghép thì các bạn đặt mua cái loại cái cuộn BE này nha các bạn. BE nè. Thì cái loại này mình ghép mình có kéo nó không có bị dập bo đâu nha các bạn nhé. Cái này xài rất tốt các bạn. Rồi thùng đen. Nó xài thùng đen thì nó không có bị đứt bậy nha các bạn. Dù mình có để ngoài nắng thì nó cũng không bị đứt. Rồi giờ mình sẽ ghép cho các bạn xem nha. Thì ghép thì mình cũng đã ghép đi ghép lại nhiều lần rồi các bạn. Thì lâu mình có cái giống mới mình lại ghép lên mình lại làm clip chia sẻ lên cho các bạn xem cho vui nha các bạn nhé. Thì nhiều bạn cứ nói là ghép nó không có đậu cho cứ bị thúi bo đậu ít lắm. Thử ra giờ mình cũng thỉnh thoảng mình cũng chia sẻ cách ghép lên để các bạn xem và tham khảo. Thì cắt đi cắt lại cho nó hết cái cho nó hết cái mũ của các bạn. Các bạn đặt lên các bạn vuốt xuống này là nó dính rồi. Thì mình phải xài con dao thật là bén. Mình cũng thường xuyên lau con dao đi cho nó sạch đấy các bạn. Thun thì để vô hai cái ngón này nè. Trước khi mình ghép thì mình để vô hai ngón này.
lưỡi bọc mà đè lên, đơn giản lắm các bạn ạ. Đó, vậy là xong rồi. Đi cắt lại mấy lần cho nó, thì cái bo này nó chỉ có hạn chế thôi các bạn ạ, cho nên mình ghép chừng hai bo một thôi, hai mắt lá chứ. Tại vì mình ghép cái nguyên liệu này tới sáu bảy tượng, thử ra 6-7 bo ghép mình, cho nên mình ghép mắt lá chừng 2 mắt thôi là đủ rồi. Cái bo thì nó cũng hạn chế. Bo ít quá. Này ghép bằng keo 512 đi. Thì mấy cái này nè, nó có mỗi một mắt lá các bạn, cho nên mình cái này thì nó nhỏ quá, nên mình tận dụng mình ghép bằng keo 512 các bạn. Đó, cây chỗ này nó thưa quá cho nên mình ghép bằng keo 512, cho bên này nó cái tược nhỏ nè, tược nhỏ mình ghép trùng bọc thì cũng không được, cho nên là cái ngã ba này mình ghép bằng keo 512 các bạn. Ghép bằng keo 502 thì phải lấy bọc trùm nó lại các bạn. Rồi xong một cây. Đó, đơn giản thôi các bạn ạ. À, mình ghép mình thấy hiệu quả lắm. Đợt vừa rồi mình ghép cái thần tài san hô á, là mình ghép 10 cây là nó dính đủ 10 cây luôn đó các bạn. Thì có cái lô trước nữa thì nó bị
cái củ nó bị tổn thương nặng quá, bo thì nó dính hết, nhưng mà có cái là củ nó cứ bị thối các bạn. Thì mua phải cái gầm, gặp phải cái lô mà nó bị bầm dập quá cho nên nó hư củ. Rồi các bạn ơi, thì mình đã ghép xong 10 cây rồi. Đó, thì cái này mà về là mình trồng luôn nha các bạn. Mình cũng chia sẻ với các bạn nhiều rồi, hôm nay mình cũng làm lại để các bạn xem thôi. Thì mình ghép xong là cái chất trồng, hôm vừa rồi mình trồng xong là cái chất trồng là khô nha các bạn. Thì mình các bạn lưu ý là nếu mà ghép xong thì đừng lên tưới, cứ để vậy cho đến khi mà nó bung tược nha các bạn nhé. Đây, những cái mắt ghép nó bung tược á, thì lúc chừng nào các bạn tháo bọc ra thì bắt đầu là mới tưới nước cho nó nha các bạn. Đó, tháo bọc ra xong mình pha N3M tưới cho nó. Tưới chừng tưới một lần như vậy, rồi lần tuần sau tưới thêm một lần nữa là bắt đầu là cây nó phát triển khỏe rồi. Khi mà nó bung lá rồi thì lúc đó là mới tưới nước bình thường cho nó, mới vô phân cho nó nha các bạn, chứ đừng có vô phân liền cho nó. Đó, mình cứ phải để chất trồng khô. Thì những cái cây nguyên liệu về thì nó cũng chưa có lá chưa gì, nó kỳ nước lắm nha các bạn. Đó, nhưng các bạn nên nhớ là đừng có bao giờ mà tưới nước cho nó khi ghép như vậy. Tưới nước cho nó thì nó sẽ làm hư bo và nó sẽ gây dễ thối củ nha các bạn. Thì vừa rồi cái long thành vàng á, con ghép thì mình cắt mấy cái bo của nó đây, ghép được có 4 cây rồi các bạn. Tại vì mấy cái bo của nó non mà ngắn quá, với lại cái mắt lá của nó thưa cho nên ghép được có 4 cây thôi. Đó, còn 6 cây này mình lại phải lấy cái thần tài san hô ra mình ghép nè các bạn. Đó, thì hôm nay là tất cả mình ghép 10 cây. Đó, chỉ có 4 cây long thành vàng thôi nha các bạn. Thì cái bông long thành vàng thì các bạn đã biết rồi á. Đó, 3 lớp cánh kép mà hoa nó cũng đẹp lắm nha các bạn. Mà cái đợt này được cái là giống nó là giống củ vàng nữa, cho nên nó cũng hiếm. Thực ra mình nhân giống nó để mình chơi, mua được có cây này, mua 2 cây các bạn, mà cây kia thì tường nó còn ngắn quá cho nên mình không có cắt ghép được. Thôi kệ, để nuôi cho lớn đi, ghép 4 cây này chơi thôi. Rồi còn cái này là thần tài san hô đây nè các bạn. Đó, cái giống thần tài san hô đây nó bông nó ra sai lắm nha các bạn, nó cũng lâu tàn nữa, nó lên cả chùm bông rồi nè. Cái này cũng đã rụng bớt rồi nè các bạn. Đó, thì cái giống này cũng đang hot lắm nha các bạn nhé. Nó được cái nó san hô, cái bè nó ra san hô cho nên nó ra bông rất là nhiều. Đó, cho nên là giống này nó cũng đang hot, thử ra mình cũng ghép. Trên kia mình cũng ghép một số rồi. Thì rồi, ngày hôm nay mình cũng làm cái clip này ghép, chia sẻ lên các bạn xem lại để các bạn xem mà tham khảo nha các bạn. Rồi các bạn nào mà xem rồi thì xem cho vui. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi ít bữa nữa là mấy cái cây này nó thành công, đến lúc mà mình sẽ tháo cái mắt, tháo bọc ghép, mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn xem. Rồi đợi đến lúc mà nó phát triển khỏe mình cũng chia sẻ lên. Đó, để coi là mình ghép nó thành công cỡ nào nha các bạn. Mình thấy hiệu quả lắm các bạn, tại vì mình cũng đã ghép nhiều lần rồi. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn. Rồi các bạn đón xem cái phần sau, mình sẽ chia sẻ lên là cây nó thành quả, thành công cỡ nào. Rồi mình xin chào.